anh biết rõ, rất là cái rõ tính thằng này, kiểu như nó rất là đểu, rất là lăng nhăng. Trời ơi. Em mà quen nó là em sẽ khổ. Thì nghỉ bánh xe rồi. Dạ, đó. Nói như vậy luôn. Nói như vậy để cho con từ bỏ anh này. Rồi con có bỏ không? Dạ không, con mê trai lắm. Ngoài anh này ra thì trong cơ sở với lại hàng xóm xung quanh đó là con có tổng cộng là bao nhiêu người theo đuổi? Theo đuổi thì con không đếm được, nhưng mà người yêu của con thì nhiều lắm. Lúc mà con anh này anh cưa con là con cũng kiểu như là nhiều người đang là nhắn tin với con á, nhưng mà con cũng có sự lựa chọn. Nên là con thấy ai ok hợp thì con tiến tới thôi. Và gom lại tất cả mọi thứ là thấy ông này nhỉnh hơn. Dạ, nhỉnh đúng nhất rồi. Đúng không? Dạ. Cho nên mới đồng ý đi chơi liền. Dạ. Đó. Rồi. Ở đi đâu? Bữa đó đi đâu? À, bữa đó thì rủ đi qua Vũng Tàu uống cà phê. Thì con với ảnh cũng đi qua bên đó uống cà phê thôi. Xong cái cũng có thêm một người bạn nữa nha. Cũng có người bạn gọi là thân với anh Hùng từ bé đến lớn luôn. Thì cũng là gọi là vừa mới thấy con lần đầu tiên cũng thích con. Xong cái cũng hai đứa đi chơi về nhà. Thì anh nhắn tin riêng cho con bảo là anh biết rõ, rất là cái rõ tính thằng này, kiểu như nó rất là đểu, rất là lăng nhăng. Trời ơi. Em mà quen nó là em sẽ khổ. Thì nghỉ bánh xe rồi. Dạ, đó. Nói như vậy luôn. Nói như vậy để cho con từ bỏ anh này. Rồi con có bỏ không? Dạ không, con mê trai lắm. Nhưng mà con có nói cho anh nghe không? Dạ có luôn, con lúc đó, nói anh. Khoan đã, khi mà con nghe bạn này nói về bạn mình, nó chọc mình vậy, phản ứng con sao? Con kêu là vợ bây giờ thì em cứ trả lời đi, em lỡ ngủ với anh Hùng là giờ làm sao? Cái ông đó ông biết là con biết, là con biết rồi. Ừ. Cho nên là ông thôi không nói gì nữa. Và từ đó về sau là cũng nghỉ chơi với bạn luôn. Nghỉ luôn. Hết hai tháng. Hàng đó chắc đang coi chương trình này nó cũng ghét lắm đây. Lần đầu tiên đi chơi với nhau ở Vũng Tàu đó là có nắm tay rồi có hôn má. Ông có dạng không? Dạ. Tại vì ông dạng. Trời mà. Ơi, ông dạng lắm cô. Dẻo mồm dẻo miệng lắm. Ông là kiểu đào hoa mà gái nào cũng có thể là ông cũng rất là mạnh dạn. Rồi ông hành động gì? Dạ thì lúc chở con về thì con đang ngồi đằng sau xe đi xe máy, lúc là đi xe Sirius. Thì bắt đầu là con cũng ngại nữa, con cũng giữ đằng sau xe như vậy nè. Cái ổng đang lái, ổng lấy tay con tròn vào bụng mỏng. Tròn vào bụng. Cái chở đến được một đoạn á, thì bắt đầu là cũng dừng xe, chưa có về thẳng nhà. Cũng dừng xe rồi ôm ấp nhau rồi trao cho nhau cái nụ hôn đầu tiên. Mà cũng chịu luôn. Dạ cũng chịu, tại vì con gì đã thích rồi đúng không? Con đã thích rồi. Rồi như vậy là ngày hôm đó là chính thức coi như là quen nhau. Dạ đúng rồi, chính thức quen nhau. Dạ. Mà có tỏ tình là thôi hôm nay lần đầu tiên mình đi với nhau thôi, anh đề nghị là bây giờ tụi mình quen nhau luôn. Ổng có tỏ tình đúng không? Dạ nói chung là không có tỏ tình, nhưng mà nhắn tin bảo là bây giờ là tụi mình quen nhau như thế này đó, hôn nhau vậy thôi. Thì bắt đầu là cứ nhắn tin qua lại là gọi là chính thức thôi. Chứ cũng chưa phải là gọi là tỏ tình nữa. Dạ.